cho năm nay em 19 tuổi và về dự định theo về là sắp tới là đi học thể dục. Dạ là do anh em trước đây là có làm qua hồ sơ ở trường luôn và anh em thì đây em tự nhận là em thấy bên công an luôn nhân viên công nghệ và dịch vụ tốt lắm. Sau khi em nhận được visa du học Úc từ chị Hằng gọi cho em thì em rất là vui ạ. Và cảm giác em kiểu như là không có thể làm gì nữa rồi luôn. Em có tìm hiểu qua là nơi em học sẽ là ở Sydney, Úc, ở bang New South Wales. Em nghĩ là qua bộ em chắc thì sẽ chưa có bạn bè hoặc ai thì cứ phải tập quen lại từ từ và cái môi trường sống ở đó và chắc em sẽ sống ở đó một thời gian có nhiều người. Chắc là cách sống của mình chứ là tại vì em sống quen môi trường Việt Nam là thời tiết như với như vậy rồi cách ngôn ngữ em sợ qua bọn họ phần lớn như là ngôn ngữ em sẽ học khó giao tiếp hơn như vậy rồi các như là giọng học sinh em sợ em nghe người em có luôn đề hành người là cảm ơn những người lạ và ngoài một chút là công ty Hằng Lương và một phát triển và có nhiều thêm khách hàng đó và em cảm nhận là công ty cũng rất là uy tín và dịch vụ tốt.